Xin chào bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Giang Audio. Thì ngày hôm nay bên em đã vệ sinh xong và test sống toàn bộ lô mic Beyer vỉ tím, mã của nó là Masiger các bác nhé. Đấy. Thì dòng mic này là dòng mic Beyer vỉ tím đời cao, tay da cá, tay màu huy xám cực kỳ đẹp các bác nhé, rất rất đẹp luôn. Thì các bác và anh em mua mic bên em được bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 3 tháng và các bác và anh em được nhận hàng kiểm tra thử hàng trước khi thanh toán. Thì dòng mic Beyer vỉ tím thì các bác và anh em chơi nó là đẳng cấp rồi, nó quá đẳng cấp rồi, rất tiết kiệm pin các bác nhé. Đấy, dòng này thì em bán rất nhiều, cũng không cần phải nói nhiều và cũng không cần phải dài dòng các bác nhé. Báo giá luôn là 2.700.000 một bộ, bên em bao ship. Các bác và anh em mua hàng được nhận hàng kiểm tra thử hàng trước khi thanh toán. Đấy. Thì lô mic này thì em có hơn 20 bộ các bác nhé, có hơn 20 bộ đều đẹp như nhau. Đấy, nói chung là mic bãi như thế này quá đẹp các bác ạ. Các bác và anh em mua những cái bộ mic này về hát gia đình quá đẹp và quá ok luôn. Với tầm tiền 2.700.000 một bộ các bác nhé. Đấy, trên đây thì em cũng đang ghép với chiếc vang Neck FX20 Plus. Thì dòng vang này có giá tiền là 1.500.000 bao ship các bác nhé, 1.500.000 bao ship. Thì dòng mic Beyer vỉ tím này thì nó sẽ đời cao, thì đầy đủ tính năng cảm biến tự ngắt và cảm biến gia tốc cho bác và anh em. 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 Dòng mic này thì chất âm của nó rất đầm tiếng các bác nhé, rất đầm tiếng. Thì bác nào mà có nhu cầu gì về dòng mic Beyer vỉ tím đời cao, tay đẹp xuất sắc như thế này, thì các bác và anh em liên hệ với Hương Giang Audio theo số điện thoại là 0979987696. Bên em chuyển hàng toàn quốc. Rồi em cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Các bác và anh em hãy xem và đừng quên đăng ký ủng hộ cho kênh. Chào tạm biệt các bác nha.